Cái máy xung kích mà công nghệ khí nén bây giờ thì hầu hết là phát bằng sóng xung kích bằng tuyến tính, tức là xung kích phát liên tục, dẫn đến là bệnh nhân sẽ với dòng xung kích radian thì cái độ xuyên sâu của nó rất là thấp. Xung kích hội tụ thì độ xuyên sâu cao hơn nhưng đòi hỏi kỹ thuật viên về cái tính toán chính xác được cái vị trí điều trị. Tuy nhiên cái vùng hội tụ lại rất là nhỏ, làm cho cái hiệu quả điều trị nó sẽ bị phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật viên. Thì với công nghệ wire focus như thế này thì anh chị có thể thấy là cái việc điều trị nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều, xuyên sâu hơn và cái vùng điều trị nó rộng hơn. Bên cạnh đó thì anh chị có thể thấy này, ngoài cái việc phát tuyến tính đơn điệu giống như tất cả các máy xung kích khác thì hệ thống xung kích của Lycamet có hai chế độ mà rất là đặc biệt. Cái chế độ thứ nhất là sóng xung kích hình tam giác, phát theo dạng hình tam giác. Anh chị sẽ thấy là cái cường độ tăng thì kéo theo tần số cũng tăng. Xin chào các anh chị, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái giải pháp về sóng xung kích. Ở các video trước thì mình đã giới thiệu rất kỹ về hệ thống sóng xung kích của Lycamet rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ tóm lược và chỉ rõ những cái ưu điểm khi sử dụng cái hệ thống sóng xung kích thế hệ mới nhất của Lycamet. Hiện tại trên thị trường thì anh chị cũng thấy có ba cái nhóm sóng xung kích dùng cái công nghệ khí nén, bao gồm xung kích radian, xung kích hội tụ, và đây là thế hệ mới nhất, thế hệ thứ ba là xung kích hội tụ diện rộng wire focus. Với hệ thống này thì anh chị sẽ thấy là cái độ ồn của nó sẽ được triệt tiêu rất là nhiều so với các hệ thống xung kích kiểu cũ. Với những cái chế độ thông thường này, mình ví dụ cho anh chị thấy máy nén khí khởi động cực kỳ êm. Thứ hai, khi mà chạy độ ồn của nó chỉ khoảng 65 decibel, tương đương với độ ồn của cái âm thanh khi mà chúng ta nói chuyện như này. Cái này nó giải quyết được rất nhiều vấn đề. Ví dụ các anh chị ở những cái khoa điều trị cao cấp, nếu như mà có một cái hệ thống xung kích kiểu cũ nó quá ồn ấy, thì làm cho bệnh nhân, bản thân kỹ thuật viên đang điều trị cũng rất là khó chịu và sẽ gây áp lực cho những người xung quanh. Thì với cái hệ thống kiểu mới của Lycamet, Lycowave Vario 3i, thì cái độ ồn nó được cải thiện gần như là tuyệt đối và âm thanh nó là cực kỳ dễ chịu. Ngay cả khi hoạt động nó cũng chỉ vào khoảng mức trung bình là 65 decibel. Cái vấn đề thứ hai khi sử dụng các cái hệ thống xung kích này thì với rất nhiều máy xung kích là anh chị sẽ phải học bằng tiếng Anh. Thì cái hệ thống này của Hải Minh thì nó sẽ toàn bộ nó đã được Việt hóa, và đặc biệt anh chị sẽ nhìn thấy ở trên màn hình, ngoài việc là lựa chọn các cái vị trí điều trị, các cái chương trình điều trị lựa chọn theo vùng, thì anh chị sẽ thấy nó phân tích rất là kỹ cái nguyên nhân của cái vấn đề mà mình cần điều trị, hướng dẫn các cái vị trí điều trị một cách chính xác và trực quan bằng hình ảnh. Cái này thì rất là khó mà các đơn vị khác có thể làm được. Anh chị có thể thấy là khi mà mình vào cái phần mục câu hỏi, nó sẽ hướng dẫn cho anh chị là cách thay dụng cụ như thế nào, cách làm sạch cái bộ sóng xung kích, súng sóng xung kích làm sao, rồi sửa chữa thay đổi nó cụ thể như nào, toàn bộ bằng video minh họa rất là trực quan, cực kỳ dễ dàng. Đó. Vấn đề tiếp theo là với hầu hết các máy xung kích mà công nghệ khí nén bây giờ thì hầu hết là phát bằng sóng xung kích bằng tuyến tính, tức là xung kích phát liên tục, dẫn đến là bệnh nhân sẽ với dòng xung kích radian thì cái độ xuyên sâu của nó rất là thấp. Xung kích hội tụ thì độ xuyên sâu cao hơn nhưng đòi hỏi kỹ thuật viên về cái tính toán chính xác được cái vị trí điều trị. Tuy nhiên cái vùng hội tụ lại rất là nhỏ, làm cho cái hiệu quả điều trị nó sẽ bị phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật viên. Thì với công nghệ wire focus như thế này thì anh chị có thể thấy là cái việc điều trị nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều, xuyên sâu hơn và cái vùng điều trị nó rộng hơn. Bên cạnh đó thì anh chị có thể thấy này, ngoài cái việc phát tuyến tính đơn điệu giống như tất cả các máy xung kích khác thì hệ thống xung kích của Lycamet có hai chế độ mà rất là đặc biệt. Cái chế độ thứ nhất là sóng xung kích hình tam giác, phát theo dạng hình tam giác. Anh chị sẽ thấy là cái cường độ tăng thì kéo theo tần số cũng tăng, và khi cường độ giảm thì kéo theo tần số cũng giảm. Điều này giúp cho cái ngưỡng đau của bệnh nhân sẽ thích nghi nhanh hơn
và bệnh nhân sẽ không bị đau và khó chịu trong quá trình điều trị xung kích. Cái chế độ tiếp theo và rất là đặc biệt mà không có một bất cứ một cái máy xung kích nào có, đấy là máy cái chế độ phát sóng xung kích theo dưới dạng nghịch đảo, có nghĩa là khi tần số tăng thì cường độ sẽ giảm và ngược lại khi tần số giảm thì cường độ sẽ tăng, và so le liên tục như thế giúp cho cái năng lượng sóng xung kích vào trong cơ thể sâu hơn, giúp cho một cái liệu trình giống như các máy xung kích khác nhưng năng lượng phát ra và đưa vào vùng điều trị lớn hơn rất nhiều so với các máy xung kích thông thường. Đó là những điểm mà rất là đặc biệt và là những cái lợi ích mà khi chúng ta sử dụng các cái dòng xung kích kiểu mới, để anh chị tránh trường hợp sử dụng các cái máy xung kích công nghệ radian hoặc là công nghệ xung kích hội tụ mà nó khá là cũ rồi, tuy nhiên chi phí vẫn cao và hiệu quả điều trị thì nó cũng không lớn bằng các dòng xung kích kiểu mới. Một điểm đặc biệt nữa là các anh chị cũng thấy là với cái hệ thống xung kích của Lycomed Đức này, thì thay vì là dùng các cái viên đạn sóng xung kích bằng sắt, thì hệ thống kiểu mới này thì cho phép là chúng ta sử dụng cái cấu tạo của cái chất liệu viên đạn hoàn toàn mới, đó là viên đạn điện cực gốm rất là hiện đại. Cái đạn xung kích mà bằng gốm HD, anh chị xin nhìn này, nó không phải bằng sắt giống như thông thường, rất cứng, rất bóng, nó triệt tiêu hoàn toàn ma sát tạo ra giữa ống dẫn hướng và viên đạn, giúp cho việc mình bảo trì bảo dưỡng nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều, và giúp cho cái hiệu quả của sóng xung kích nó phát ra nó được tốt hơn so với các cái máy kiểu cũ, đặc biệt là cái cấu tạo của nòng súng là cho anh chị thực hiện các cái vấn đề về bảo dưỡng bảo trì cực kỳ là đơn giản. Hầu hết các cái sóng xung kích thì không cho phép các anh chị tháo đơn giản các cái phần như này, dẫn đến là nhiều khi hư hỏng những phần nhỏ, họ sẽ yêu cầu anh chị là thay thế toàn bộ các cái linh kiện của cái đầu sóng xung kích. Nhưng đối với những cái thiết bị của Lycomed, anh chị có thể thấy anh chị có thể thay riêng đạn với ống dẫn hướng, có thể thay riêng các cái đầu phát và các cái phần tích hợp của nó rất là dễ dàng. Đó là những cái ưu điểm mà giúp cho người sử dụng máy xung kích cũng trở nên thoải mái, yên tâm hơn. Rồi những người được sử dụng cái dịch vụ bằng sóng xung kích, tức là những cái bệnh nhân của chúng ta, cảm giác dễ chịu hơn, hiệu quả nhanh hơn, và đặc biệt là sẽ thoải mái hơn rất là nhiều khi không phải chịu những cái tiếng ồn gây ức chế của các cái dòng sóng xung kích kiểu cũ. Đó là những cái điểm mà rất là tuyệt vời của cái hệ thống xung kích Lycomed. Và cũng hy vọng là trong thời gian tới anh chị có thể sớm được tiếp cận những cái dòng máy hiện đại này. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.